mình trồng trọt hay mình kinh doanh, quan trọng nhất là cái tính minh bạch. Đấy, ví dụ như là nếu là sâm Ngọc Linh thì mình nói là sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu mình nói là sâm Lai Châu, thì đấy mới là cái câu chuyện thực sự liên quan đến cái đạo đức của người kinh doanh. Còn không thì chúng ta cứ mập mờ thì không biết loại nào. Có bác là hỏi là nếu mà đem sâm Lai Châu và Ngọc Linh trồng ấy thì nó có tốt không, nó có sống không, hoặc là cái hàm lượng hoạt chất nó có tăng cao hơn không, hoặc là cái giá trị nó có tốt hơn không. Thì đây là cái câu chuyện thực tế mà trong Kon Tum rồi là trong Quảng Nam, những cái người làm nghiêm túc đều đang rất là đau đầu, thậm chí cả chính quyền cũng đau đầu. Bởi vì là thực tế đấy, tôi thì bây giờ tôi chỉ tin vào một vài công ty thôi mà họ bảo tồn cái giống sâm Ngọc Linh một cách thật sự. Ví dụ như sâm công ty sâm K5 chẳng hạn, là họ bảo tồn sâm nguyên gốc nguyên gen Ngọc Linh một cách thật sự. Còn đâu thì những cái công ty hoặc là những cái cá nhân khác thì nói thẳng là tôi không tin. Bởi vì là ngay cả vào trong hội chợ, trong vùng trong đấy, tôi nhìn hình thái là tôi có thể biết được là có rất nhiều giống sâm Lai Châu trồng ở trong đấy. Cái việc mà đưa cái sâm Lai Châu và Ngọc Linh trồng có tốt không thì tôi nghĩ là nó ok thôi. Bởi vì là cái sâm Lai Châu là nó sinh trưởng ở cái môi trường rất là khắc nghiệt, ở ngoài Bắc là khắc nghiệt hơn. Mùa hè thì nóng hơn, nắng hơn, mùa đông thì lạnh hơn, thậm chí là băng tuyết sương muối, nó rất là khắc nghiệt. Cho nên là khi cái củ sâm mà nó sinh trưởng ở trong cái khí hậu khắc nghiệt như thế mà đưa vào Ngọc Linh, khí hậu rất ôn hòa, như chúng ta thấy là trong Tây Nguyên ấy, thì cây gì nó cũng tốt, cây gì cũng to, cắm xuống đất là lên, đất rất tốt mà, mùn dày. Thì cây sâm Lai Châu đưa vào trong Ngọc Linh thì sinh trưởng rất tốt, lớn rất nhanh. Và đấy là cái lý do mà tôi nghĩ nhiều những cá nhân và họ đã làm như thế. Đấy, cho nên là cho nên là bây giờ cái củ sâm ngay ở trong các cái phiên chợ Ngọc Linh thôi, nhìn thấy hình thái nó đã khác rồi. Còn cái việc mà cái chất lượng nó có ảnh hưởng không, nó tăng lên không, thì tôi nghĩ là bản thân tôi nghĩ là nó không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì là khi mà cái cây sâm Lai Châu ở Lai Châu nó đưa vào đấy thì nó sinh sống, nó lên khỏe hơn, khi hậu ôn hòa nó lên khỏe hơn, thì tôi nghĩ là nó sẽ trồng, nó sẽ dễ hơn, năng suất tốt hơn. Còn chất lượng thì tôi nghĩ thì nó cũng thế thôi. Bởi vì là thực ra thì nó đều là như nhau hết mà. Nó chỉ thực tế thì về các cái chỉ số phân tích, các cái chỉ số dược liệu, ngay cả sâm Ngọc Linh bản địa, sâm Lai Châu bản địa nó cũng đều như nhau thôi. Thì đưa vào đấy trồng hay là để đấy trồng thì nó cũng vậy thôi. Cái quan trọng nhất là khi mà chúng ta quan tâm đến nguồn gốc thật sự thì chỉ có kiểm định cái gen thôi, thì nó chỉ khác mỗi cái gen, mỗi cái nucleotide thôi, thì nó không nói lên điều gì cả. Và hai là mình trồng trọt hay mình kinh doanh, quan trọng nhất là cái tính minh bạch. Đấy, ví dụ như là nếu là sâm Ngọc Linh thì mình nói là sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu mình nói là sâm Lai Châu, thì đấy mới là cái câu chuyện thực sự liên quan đến cái đạo đức của người kinh doanh. Còn không thì chúng ta cứ mập mờ thì không biết loại nào. Mặc dù có thể là ví dụ như chất lượng phân tích khoa học thì nó như nhau đấy, nhưng mà rõ ràng là cái giá trị khác nhau, thương hiệu khác nhau, hay là có những cái trong thực vật ấy mình chưa biết được, mình chưa chứng minh được cái sự khác biệt mà nó còn sâu hơn nữa. Đấy, tức là chúng ta bây giờ thực sự nói là nghiên cứu khoa học, chúng ta chỉ phân chất được thôi, phân biệt chất lượng này qua những cái hàm lượng saponin hay là cái loại saponin, nhưng mà có những thứ sâu hơn chúng ta còn chưa nghiên cứu được. Đấy, thì cái quan trọng nhất vẫn là cái đạo đức trong kinh doanh với lại trong cái chế biến sản phẩm hoặc trồng trọt, hoặc trong cái tư duy của mình thôi. Tức là mình phải làm sao mình nói thật, đấy, làm thật thôi. Chứ còn những cái vấn đề mà làm như thế nào, đem sâm đây trồng hay là thế này khác, thì cái đấy tôi không bình luận. Bởi vì tôi thấy là hầu hết bây giờ là mọi người đều làm như thế, cứ đem sâm linh tinh vào trồng để cho nó lớn nhanh và cho nó giống như nó rẻ chẳng hạn. Đấy, xong rồi để bán với lại cái thương hiệu mạo danh này để tăng cái giá trị lên gấp nhiều lần. Thì tôi không bình luận về cái việc đấy, nhưng mà quan điểm của tôi thì tôi không bao giờ làm như thế.